Nguyễn Duyên Quỳnh lên tiếng trước tin đồn cặp kè được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mua tặng nhà. Quán quân tỏa sáng sao đôi, Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ bức xúc khi bị đồn có đại gia bao nuôi. Nữ ca sĩ cho biết mình có cơ hội được làm việc và được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo điều kiện phát triển. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp. So với các đồng nghiệp, chặng đường nghệ thuật của cô có vất vả hơn vì phải học Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến 2016 mới tốt nghiệp. Khoảng thời gian quá dài, cộng với điều kiện kinh tế eo hẹp, khiến cho nữ ca sĩ từng có ý định nghỉ học để tìm một công việc có thu nhập ổn định hơn. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ sau 3 năm hoạt động solo, Nguyễn Duyên Quỳnh tậu cho mình căn nhà che nắng che mưa. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ cho thấy sự cố gắng chăm chỉ của nữ ca sĩ. Chia sẻ sâu hơn về điều này, Nguyễn Duyên Quỳnh thành thật cho rằng bản thân cô không phải là một cái tên quá nổi bật khi đem so sánh với nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên khi so với những bước khởi đầu của chính mình, nữ ca sĩ cảm thấy đã cố gắng rất nhiều và cũng đạt được một vị trí nhất định dành cho mình. Tôi vốn không có điều kiện về kinh tế, chưa kể còn phải gửi tiền về cho gia đình nên mọi thứ đều là tự thân vận động. Trong 3 năm solo thì đã mất 1 năm rưỡi vì dịch bệnh. Với hoàn cảnh đó mà tôi mua nhà sau 3 năm, dù căn hộ khá bé, chỉ có 40m² và một phòng ngủ, nhưng tôi khá hài lòng. Hiện tại cô vẫn đang trả góp ngân hàng và mục tiêu là dành dụm để mua một căn nhà lớn hơn, phòng khi gia đình ở quê lên chơi, có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng. Nhớ lại cảm xúc khi mua được nhà sau 15 năm lăn lộn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết cảm giác có nhà khá lạ. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không tin là mình có nhà, tôi thức mấy đêm vì quá vui. Trong 15 năm sinh sống ở đây, tôi đã ở hết 12 quận và ưu tiên chọn những nơi có giá rẻ. Tôi luôn ở nhà không quá 5 triệu, ngay cả khi đoạt quán quân thì nếp sống vẫn y như thế. Tuy nhiên khi niềm vui tậu căn nhà riêng chưa kịp trọn vẹn, thì dân trong nghề bắt đầu lan truyền tin đồn Duyên Quỳnh cặp kè nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Việc một nhạc sĩ nổi tiếng thường xuyên hỗ trợ, có nhiều cử chỉ thân mật khiến netizen không khỏi nghi vấn. Thậm chí còn xuất hiện cả tin đồn, chủ nhân bản hit vale tím là người mua tặng căn nhà cho ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Giải thích về mối quan hệ này, người đẹp cho biết mình có cơ hội làm quen nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua một hoạt động từ thiện từ đợt dịch năm ngoái. Nam nhạc sĩ định hướng phát triển, nên sau đó cả hai có hợp tác với nhau, tất cả chỉ là tình bạn bè. Vì đi chung nên nói chuyện nhiều mới nhận ra hai anh em có cách sống và tư duy âm nhạc khá tương đồng. Anh Chung cũng tư vấn cho tôi cách để phù hợp với thị hiếu khán giả, còn giới thiệu cả show cho tôi. Thu nhập nhờ vậy mà cải thiện và thị phi cũng thế. Hai anh em xuất hiện thường xuyên và đồn tới mức anh Chung mua nhà cho tôi. May mà anh Chung hiểu tôi cũng hiểu anh ấy, nên cả hai im lặng bước qua thị phi. Gần một năm nay, tôi chưa có sáng tác mới. Từ khi biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thì tôi hát nhạc của anh nhiều hơn. Anh Chung có những bài viết riêng cho tôi và cả những ca khúc anh sáng tác hợp với giọng mình nên tôi đang ưu tiên hát nhạc của anh. Được hát nhạc của anh Chung là may mắn của tôi, Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ. Nói về số tiền mua nhà, Nguyễn Duyên Quỳnh bức xúc vì bị tố cặp kè đại gia. Nữ ca sĩ cho hay, mình sống rất giản dị, phần lớn tiền cát xê đều để phục vụ cuộc sống, làm âm nhạc thay vì tiêu xài hoang phí vào siêu xe đồ hiệu. Tôi không xài đồ hiệu, không đi xe sang. Ví dụ như tôi sống sang hoa, check-in sang chảnh thì lại là việc khác, nhưng tôi không hề có những thứ đó. Việc họ đồn tôi được đại gia bao nuôi là quá hoang đường nên không cần giải thích, Nguyễn Duyên Quỳnh bức xúc nói. Tân quán quân tỏa sáng sao đôi 2022 cho rằng có thể bởi bản tính không thích tụ họp nhóm hội, chỉ dừng ở các mối quan hệ xã giao trong công việc, lại không kết thân quá nhiều người. Nên có lẽ đây là lý do chính để nhiều người tò mò, rồi suy diễn thành nhiều câu chuyện khác về Nguyễn Duyên Quỳnh. Hồi đó tôi thi bằng thực lực, bằng tiền của mình, chắc chiêu từng đồng để có kinh phí đi thi. Vì lúc đó tôi chưa hát solo, chỉ đi hát bè và hợp xướng thì làm gì có tiền nhiều. Chưa kể trước khi thi, tôi đã phải ứng tiền để làm hòa âm phối khí, chuẩn bị phục trang. Thế mà khi được quán quân, họ lại đồn tôi mua giải, cặp đại gia, đi cửa sau. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại bị đồn như vậy, vì mình mới vào nghề, chẳng xích mích với ai.